Bây giờ mình muốn tăng cân á thì nó là cái bài toán về calo thôi, nó giống như mình muốn giảm cân thì mình phải cắt bớt calo, cắt bớt cái đầu vào và tăng cái thải ra bằng độ thể dục. Thì các bé cũng vậy, bây giờ mình muốn đẩy cái cân nặng, muốn tăng cân thì phải đẩy cái calo làm năng lượng vào trong cơ thể. Mình cứ ví giống như là cơ thể bé nó giống như là cái cỗ máy á, một cái động cơ. Cái động cơ đấy muốn chạy được thì bắt buộc phải có xăng. Xăng, xăng nó tạo ra năng lượng. Thì đây này, năng lượng nó sẽ đến từ chất đạm, chất đường, chất béo, tức là nó đến từ cơm, từ thịt, từ cá, từ trứng, từ sữa, thức ăn. Cái đó nó là xăng. Ví dụ như sữa đây bác mới cho nó uống đây cũng là xăng. Cỗ máy bắt buộc phải có xăng. Còn mấy cái thứ thuốc bổ mọi người cứ đi đua nhau đi uống thuốc bổ, vitamin, khoáng chất này kia nó không giúp cho bé tăng cân. Tại chất khoáng và vitamin nó đâu có sinh năng lượng, nó là sắt, là kẽm, là đồng, là magie, mangan, là vitamin ABC, những thứ đó nó không phải là chất đạm, chất đường, chất béo, nó không sinh ra năng lượng. Nhưng mà nó giống như là dầu nhớt á. Nó giống như nhớt á. Cỗ máy của mình lâu lâu mình phải chai nhớt để cho nó trơn tru. Cho nên khi mình làm dinh dưỡng á, ngoài cái cung cấp cái xăng tức là năng lượng cho nó để nó tăng cân thì để cho cái cỗ máy nó chạy trơn tru hơn, tức là nó thèm ăn hơn một chút, nó sử dụng cái nguồn năng lượng đấy hiệu quả một chút thì ta cung cấp thêm cho nó một ít thuốc bổ. Ví dụ như là kẽm, như là sắt, là men tiêu hóa gì đó. Nhưng mà những thứ đấy thì nhớt thì mẹ biết rồi, một năm mình cũng chỉ thay vài lần thôi. Chứ không phải là uống mãi, còn năng lượng là mỗi ngày xăng là mình phải đổ. Cỗ xe còn đi là ngày nào cũng phải đổ xăng, đổ cho đủ đi thì nó mới đi được đường dài. Còn dầu nhớt thì lâu lâu khô mình chai vô. Hiểu bản chất không? Chứ không phải là cứ bạn đi uống thuốc và để tăng cân. Uống thuốc vào mà tăng cân được là chết á. Là toàn thuốc độc, cái corticoid với lại mấy thuốc ức chế thần kinh rồi. Đấy, nhiều nhà bác thấy là đi ra mua những cái gói mà màu cam cam bịch bịch mà nó trộn vô, nó bảo vitamin tổng hợp của Thái Lan đấy. Ủa uống về tăng cân vù vù, bên trong nó toàn corticoid không à. Cho nên đừng có mơ những cái thứ đó. Bác sẽ cho bạn này khoảng 2 đến 3 tuần hỗ trợ bằng một loại men tiêu hóa kết hợp với kẽm. Đấy chính là dầu nhớt của bác đó nha. Còn xăng của bác là cái đó đó. Nếu mà mỗi tối bạn này lớn rồi đó, rất là hợp tác. Bác nghĩ là chắc là mình uống phải cái loại sữa gì đấy nó không được 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 Hai ba loại rồi chất lượng lắm. mà đổi cũng Mẹ biết một chai đấy bao nhiêu tiền không? Cái chai 125 ml đó nó là 65.000 rồi, sữa của Đức đó. Còn một cái lon của bác bán nó là 400 mấy, 300 mấy, nó có 400 gram này, nó có xíu này này. Mẹ uống được có tuần này. Nó đã là hàng của Đức thì nó mới có chất lượng. Chứ còn mẹ 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 bảo là Nutrica đấy, Nutri gì đấy bác tưởng là hàng nước ngoài. Cuối cùng 380 một lon trên đây. Uống nửa tháng không hết thì ngày uống hai ba cữ gì chán thua Em cứ vô xong rồi mấy cái tạp hóa nó hỏi ta tư vấn á, người ta giới thiệu. rồi uống sữa là một chuyện thôi chứ mình cũng không thể làm mình uống sữa hoài. Ví dụ một tháng này bạn hợp tác bạn tăng được 1 ký 2 ký gì đấy là mừng, nhưng mà chưa chưa đạt yêu cầu được. Mình là cái này là cả một cái chặng đường rất là dài, vì vậy cái chuyện ăn uống của nó mới là quan trọng. Cứ cậu cũng uống sữa hoài được, đâu uống mãi được, sạt sạt nghiệp mất. Cái này là để thúc đẩy trong một thời gian ngắn, cùng lắm là bác cho nó 2 liệu trình thôi, giúp cho nó lên 2-3 ký thôi, chứ không có phải là uống mãi được. Còn ăn thua là mẹ phải cho bạn này ăn uống, phải nói chuyện với bạn để bạn hợp tác mỗi bữa để cho nó tự giác này, muốn nó ăn tốt thì cho nó tham gia một là hoạt động thể lực thể thao ngoài trời thật nhiều để cho bé cảm giác thèm ăn, hai là cho bé nó tham gia vào cái quá trình từ đi chợ chọn đồ, nhặt rau, rửa chén, lau gì 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 đó, cho nó tham gia vô cái bữa ăn của mình. Chứ đừng có để nó đi học về xong nó quẳng cái ba lô xong nó uể oải, nó vô bàn, nó ngồi nó chơi tivi điện thoại, đọc sách đọc vở, xong mình cứ lúi cúi dưới bếp kia từ đầu đến cuối, xong bày đồ ăn ê hề ra trên bàn ăn, xong gọi nó con ơi đến giờ ăn cơm rồi, động chá thiết tha gọi 3 lần nó mới bắt đầu nó đứng lên, nó uể oải nó lê đến bàn ăn, xong nó ngồi nó ngâm nó nga được tiếng rồi nó lại lê Hỏi rồi nó đi. ép không được, cứ rau củ dụng không chịu ăn được, ăn 3 cục cũng được mà ăn miếng một miếng rồi miếng thứ Bây hai giờ là không chịu mình không ăn. phải là ép nữa, không phải là la nữa, không phải dụ dỗ nữa, vấn đề là phải nói chuyện với bé với một cái thái độ nghiêm túc giống như hai người phụ nữ nói chuyện với nhau. Bây giờ là mình phải nhớ này, đối với con gái nó bằng tuổi này là các bạn đấy, nó hiểu chuyện hết rồi, nó căn với lại một phần nữa là nhà có một mình nó. Cho nên mọi sự chú ý, nhà có bà gì không? Có ông bà Đấy lại có ông bà nữa là mệt rồi đó, 4 người chu vào con mình mà nhá. tối ngày chửi hoài la là nó không nghe. Càng chửi càng la nó càng không nghe. Thôi bây giờ nói lại với bạn như thế này, một ngày mình ăn 3 cữ, ngồi ăn chung với bố mẹ. Ăn xong á, bố mẹ ăn xong cho con thêm 10 phút thôi.
không la không hối nhá, không ăn đi con ngon lắm, ăn đi, ăn nhanh lên, không được. Nói thẳng cứ tất cả mọi người không la nữa thôi, bây giờ từ bây giờ cứ để cho bạn tự giác nghe, được không? Thì mình ngồi ăn chung với bố mẹ cứ ăn bình thường, thỉnh thoảng mình khuyến khích thôi, có vài câu khuyến khích thôi. Và ra điều kiện với bạn là khi bố mẹ ăn xong á thì bố mẹ cho con thêm 10 phút nữa để ăn xong cái phần của con. Sau 10 phút bố mẹ dọn mâm là dọn, kiên quyết dọn là dọn, không được để nó ngồi thêm, đúng chưa? Đủ 10 phút rồi quay lại dọn bàn cho bác, nó còn ăn, đôi con ăn thêm miếng nữa không? Không là không, tại vì mẹ đã cho con 10 phút rồi. Và nhớ là không được ăn vặt, bánh trái đồ kẹo bỏ hết rồi. Trước giờ ăn chính 3 tiếng phải cho bé nhịn, tức là 12 giờ ăn trưa thì từ 9 giờ đến 12 giờ nhịn, nhịn nha. Nếu khát thì uống nước lọc, còn muốn ăn trái cây thì ăn sau bữa ăn, được không? Ừ, vậy thôi. Vậy là không phải ăn sẽ mắc với kẻ dễ hơn đó. Nếu muốn ăn thì bác sẽ cho phép bạn ăn, nhưng mà phải sau bữa ăn khoảng 15 phút, 15-20 phút ăn trưa xong, nghỉ ngơi, ăn tối xong nghỉ ngơi 15-20 phút thì con mới được ăn những thứ đó. Chứ không phải là ăn xong cái đưa lên. Và nhịn 3 tiếng đồng hồ, nhắc ông bà không được cho bé ăn những cái thứ đó. Không đòi nha con. Nhá. Ừ. Nhớ nha, cái này phải kỷ luật. Cái thứ nữa là khuyến khích bạn hoạt động ngoài trời nhiều vào, nó mệt, nó mới ăn ngon, ngủ tốt. Cái nữa đó là cái gì? Cho bé tham gia và tối đa vào tất cả những cái hoạt động để tạo nên cái bàn ăn đấy. Thì khi bé nó hôm nay bé quyết định là con sẽ ăn món khoai tây hầm xương chẳng hạn, nó chọn tự tay, nó chọn khoai tây, tự cho nó rửa khoai tây, xong thì tự tay nó cắt khoai tây ví dụ thế. Thế thì khi nó ra được cái thành phẩm là một cái tô khoai tây hầm thì nó sẽ hào hứng để nó thử cái sản phẩm của nó chứ. Còn mình làm sẵn hết thì mọi thứ mình bày hết ra đấy thì em bé nó không có thấy được cái giá trị cái bữa ăn đấy đối với nó là cái gì, nó không hết thích nhá. Cho nó tham gia chứ đừng để nó phục vụ từ A đến Z. Chứ ngày xưa bằng tuổi bạn này là mình đã nấu cơm cho cả nhà ăn rồi, mình nấu cho cả nhà ăn rồi chứ không phải là bây giờ cả nhà nấu cho mình ăn nữa, hiểu không? Độc lập lên, muốn làm tiếp viên hàng không, muốn làm hoa hậu là mình phải có thịt đấy, nghe không? Ừ, chốt vậy nhá. Được không? Đồng ý không? Ừ, vậy thôi, đơn giản mà. Rồi, bây giờ bác kê cho con một cái đơn nha.